tình trạng của chị béo phì như vậy. Cho dù là em có giảm cân cỡ nào hay gì cũng y chang là vậy. Chưa lần nào thật sự nghĩ là mình giảm đến 26kg. Cái cuộc sống của mình lúc này nó giống như là đi đâu và làm gì mình cũng phấn khởi. Cái Quyên mà lúc còn bé quá không bao giờ ngồi xổm được, hiện tại bây giờ ngồi xổm và chéo chân được. Trời ơi, cái người của con nhỏ đó nó bằng hai lần mình luôn á. Nó trực tiếp để cho mình nghe luôn á. Chị cảm thấy là mình cực khổ với cái cơ thể của mình lắm. Chị bước vô, người ta cứ gặp chị, nó bảo ốp, cho hôm nay thấy nhỏ hết. Một điều đặc biệt là xưa thì quần áo của chị là phải may, đặt may. Và hiện tại bây giờ là chỉ cần thích là vô shop mua thôi, theo cái sở thích của mình. Không còn phải là phụ thuộc vào cái trọng lượng của mình để mà mình gò bó vào một cái khuôn khổ nào nữa. Với cân nặng ban đầu lên tới 85,9kg, chị Thảo Quyên đã trải qua liệu trình đồng bằng Fat Loss Booster. Giờ đây, chị đã xuất sắc loại bỏ thành công 26kg mỡ thừa ra khỏi cơ thể. Với vóc dáng thon gọn và nụ cười rạng rỡ trên môi, chị Quyên tự tin bước vào cuộc sống mới, sẵn sàng đón nhận những cơ hội và tận hưởng một cuộc sống tươi đẹp hơn bao giờ hết. Inbox ngay để nhận ưu đãi 50% ngay hôm nay!